chư kinh gia la lục nam nhang chín cả lai tu khôn nam nhang trôi đại tam trôi ta anh thấy kỳ rồi a cha mư a thấy kỳ chấm cha lần cha chú cha thấy kỳ thiên trình thiên bao pháp trình trình phay trình đi chỉ sáng cô tàng rồi a cha mư thấy kỳ ô vị cha thấy kỳ a vị ô lục tung kỳ tung chư an phụ tài hùng tung thiên về thế tài hùng nam tài ca nam chít thiên viên rồi
Chạy công tiên rồi phải không? Chạy quan thương.
tiếp vào nói số rồi bắt đầu đến mẹ nha. Mẹ thiếp thứ 3, 40 năm tuổi cũng chảy sao thai bạch. Chả sao thai bạch nhỉ, chảy thiên la tỉ mụ là chảy sao mắt mù. Thêm bố vào và trải dao diều bố tạ. Dạ, dao diều bố tạ. Một cái nhà mái xanh liền xanh. Năm nay là bố đi làm cẩn thận sự những máy móc này hay là dao hay cưa đi đâu quật đất chân tay nhá. Phải cẩn thận đi. Bố là phải dây chuyền đeo tay hay đeo cổ. Bây giờ đến con trai Lâm. Họ Lâm thứ nhất được 20 năm tuổi, có cái con trai cũng trải bề khổ này. Nhiều hạn lắm nhá, tháng 2, tháng 4, tháng 8 có hạn. Con trai 2 năm tuổi này, trải bề khổ này, tháng 2, tháng 4, tháng 8 có hạn, việc người ta ra việc mình. Việc người ta ra việc mình này, trong thì có duyên âm đi theo người âm. Người mất đi duyên âm đi theo này là ở trong cái hộ Lâm này có người chết trẻ đi theo cháu bé hay là lớn rồi hay là nó cũng lớn rồi bé cũng có bé này nhà cháu phải cùng chúng sinh đi nhá. Không thì cái này là nhà cháu không chúng sinh này đây xong đi con để là nó là mình bị thụ thai thụ tinh đấy đấy là chúng sinh này cũng chúng sinh này cắt duyên âm này mày con của mình hay à chưng con của cháu này phải không đấy bây giờ là được bao nhiêu tuổi rồi cháu à không phải con kia bé bé kia 2018 là được 5 tuổi con trai à? Con gái à? 18 nên nếu mà còn thì bây giờ là được 7 6 tuổi. Không, 2018 đi là được 7 tuổi luôn. Ừ. Tính cả tuổi mụ 6 tuổi 7 tuổi rồi, nhưng mà năm ngoái mất phải không? Bây giờ cái chúng sinh này không cuống này thôi xong thì cháu phải đi đến cái sông đón hồn lên rồi xong nghỉ về mày mới đưa đi được. Bây giờ cái hồn vẫn ở trong sông. Đi khổ lắm. Xong thì cháu phải xong à cũng chúng sinh này thì không bao heo không đấy. Bao heo còn sống chưa? Làm thiền. Làm rồi nhưng mà chưa đi đón cái hồn kia về. Chỉ làm ở trong nhà không bao heo thôi. Bây giờ thì cái 2 năm tuổi này nuôi con khó lắm. Nuôi con khó lắm là giả là gọi là bổ căm cúc mẻ căm bài khắc chuôn con ấy là cái mẻ sinh như thế. Thì bây giờ con phải học bổ căm cuốc mẻ căm pai 2 năm tuổi bổ căm cuốc mẻ căm pai ốc sông với tắng mà không khác là chuột liên đi chuột liên rồi mới đưa đi được bây giờ không đi được cũng sống nhá là nó không đi đấy chuột về xong để cấp mấy quần áo chúng sinh đi đấy chúng áo chúng sinh này thí dụ là váy này hay là những đồ chơi này đấy những đồ đi cái xe này nó có cái xe ngồi đi xe bé nặng đi bình như xe đạp không phải xe đạp nhưng mà nó có 3 bánh kìa 4 bánh kìa ồ đấy cứ kia sẽ được nhá bây giờ xem ở đây là như thế cháu phải trong thì lấy quần áo đi đây là cháu 2 năm tuổi này nuôi con khó lắm con phải cầu con đó bà này cầu con đó để sống bọc héo chảy ma nhùng ma nhàng nữa ma nhùng ma nhàng tổn kinh cóc bóc đấy đón ở cóc hoa hết
kể cả cái nào, cái tàu to cái nào nhỏ nó ăn hết. Ừ. Trong thì cái mẻ sinh của 25 tuổi với 27 tuổi là nó bảo ăn hoa. Đấy, là nó nghèo lắm, thì cái người thì có giàu, người có tiền, nhưng mà cái mẹ sinh mình ý, là nó lại bán đi. Xong thì đấy, như thế là hai vợ chồng là bỏ căm quốc mẹ căm bài là như thế nhá. Đấy, à, sương mua tạp hàng đó. nếu mà con không chuộc cái này về này, đi chuộc ra về làm lại đưa đi, thì kể cả có con khác về nó cũng không được đâu, nó lấy đi hết. Đấy, nó nhặt hết nhá. Đi thì có một lần này lúc con lên tới hai ông Hàn Sen đi cần hát kiểu như là hát thầy là nào. Ừ. Pháp sư. Hát pháp sư mở bay, hát pháp sư bay bay. Pháp bình pháp. Pháp sư mở bay 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 thư. Đi đưa tang được không? Thế vào quần áo trắng như gì đi. Mà áo trắng đây là gọi là thầy Can Loan. Phải không? Nó chỉ biết là ăn kia ông bà cả bữa nay nó biết gì. Ừ, nó mặc áo trắng hết phải không? Đây à, bây giờ thì nhà cháu đi, bây giờ tí nữa xong thì sẽ làm cho nói cái kia nhá. Bây giờ nói cái số là đến thế này thôi, tí nữa nói nó luôn vào. Bây giờ nhà cháu cũng trông sinh nè, à, bây giờ vẫn có à, cái tên lúc ấy viết rồi. Xong thì à, có ôm à, có duyên ông đi theo. Xong thì có một bà sinh đẻ đi, bà sinh đẻ đi nó ác lắm. Nó thì nó có cái ha nào nó đón ăn hết đấy, là ngâm mình tụp phi giả chan nè, nó toàn trên cốc bóc à đấy, thì còn đấy nó gọi là cái đấy là không kể được hết. Đến là 27 tuổi này nị là giải mề sinh nhà vàng, giải mề sinh nhà vàng cái bên này cầu hoa cầu bước. Đấy, cháu ba cháu biết. À, bố mẹ này trường lục khổ lấy. Đấy, nó khắc sơ xuất thế này. Nó không phải nghèo, nó cũng thật thà, cũng làm được phúc lắm, là khắc tử thế này, không phải sai sót cái gì cả. Không phải đi ra ăn gian của ai cả, nó rất thật thà nhá. Nó khắc như thế. Xong là đến, bây giờ là vợ chồng của cháu như thế nhá. Ừ. Và cháu là giả mẹ sinh nhà Đông Đình tám mái. Còn vợ thì giả nhà Đông Đình vàng kia, cũng tám mái nhưng mà nó lại màu vàng. Của cháu là màu xanh đỏ. Ừ, là có hai tầng nghe nhà gọi là nhà tám mái hết. Ừ, đấy hai vợ chồng là như thế nhá. Đến hai này thế rồi là bắt đầu đến lâm thứ hai này được 2-3 tuổi, hai vợ chồng cháu cũng chào sao thai bạch hết nhá. Sao thai bạch sạch cả nhà nên nó tá hao tán tiền của trong chèo chào sao thai bạch này. Đến 2-3 tuổi này, 2-3 tuổi này là cũng trải bạch hổ. Trải sao bạch hổ là tháng 7, tháng 9 có hạn to. Kỵ sông nước, kỵ trèo cây nhá. À, dây vào đường dây hay năm nay là nó dây vào dây tờ, vào giấy tờ liên quan vân dây từ cơ quan pháp luật đấy. Đấy là phải chú ý thật đấy, người ta này không biết nó làm cái gì cho mình thì khác con người làm như thế nhá, làm hại mình nhá. Đấy hai vợ chồng như thế hết nhá, 2-3 tuổi này nói chung liên quan vân dây từ liên quan pháp luật đấy nhá, liên quan đến pháp luật hai vợ chồng như thế trải sao thái bạch hết nhá. Thì chồng thì giả học trò, vợ thì giả nhà vô cha ngọc hàng. Thì chồng đi vào con hàng đế ở trên trời ní, cẩn thận đi đâu sấm sét là con của trời đấy, là thất cầu nối thố là ồ thứ hai này ní đó, nhị tham pi này tôi con thứ hai này. Xong thì vợ là như thế, vợ là cũng là vào như thế, nhưng mà vợ không phải con hàng đế, vợ là con ngọc hàng. Ngọc hàng là anh mình à, mình mang đây à, mình chữ bèn say bèn xiên này các, cả cái số nó vào như thế, nhưng mà nó phải bắt lấy mới được. Xong thì đến 2 tuổi này, 2 tuổi nhỏ này là phải giả sách vở bút mực đa điệu, thì khẩu ký
khẩu ký là bên ký khẩu ký mẹ then đấy, ừ, khẩu ký là mẹ then đấy. Ký then ký thay cũng đấy. Họ lâm này thì là họ lâm này có họ nông thì người vào được, bởi vì nó có họ nông không? Ừ, họ nông là nó mới hợp. Ừ. Họ nông là nó có đất vừa có thổ có đất có đà có nước thiết là nó mình chính mì cháu bé này là ba cây trùm lại thì nó ít đất lắm xăm có mà yếu thì đéo mới có tâm sự té pù va pù béo quần ha lúa bây giờ chưa thấy vào cái gì đâu nhá, là chỉ thấy nó như thế. Trong thì nhà em tạ đất đi, tạ đất là ba hai anh em vẫn ở chung một nhà phải không? Vẫn ở chung hết. Tạ đất đi, nhà em nứt đất nông mệt từ năm ngoái rồi. Tạ đất là ngựa ngựa năm phương ấy là hạ tú mạ màu cái màu về tạ đất đi. Lúc trước là tạ đất là đất cái nhà mình ấy đấy, tạ về đường âm được tạ đông nào chưa? Không biết đấy, chỉ có thế thôi. Chứ không bây giờ là nếu mà nhà cháu đi làm được thì trục quốc pháp để có quan lang lên để ông nội mình lên thì bây giờ là nó tối tăm mù mịt đi. Chắc cái này lần lâu, ví dụ ngồi cái này là chắc mì lần lâu mì kia lại vong hẳn ấy. Hay là tan vong bếp là lần mừng nhằm mì xám vong. Lần xám vong. Ừ, nhằm mì xám vong. Xám vong bếp khổ lại. Đếch cũng nè. Đếch đâu đó cần hơi on là mì cần hơi kia để mẹ cậu ông nữa. Mì ông chứ. Ừ, mì ông nữa. Chứ mì. Đấy, bây giờ bà này mà thì mì đầy khẩu chỗ. Đấy, cho nên mừng phải chụp xám mạng như đấy. Đấy. Chụp mà chính bình an với mì à, ô này mì lục mà. Anh khai khai nè, anh khai là bị khéo ký ngay bây giờ cũng trời bắt. Là gọi là quan hàng đế. Quan hàng đế ở trên trời là này, là mình khảo tu lục pha. Thì bé 2 tuổi này chạy tổn nhá. Chạy căn tổn khảo ký khảo xá. Còn bé này thì khá tay thôi, khá cổ thì trong này nó không nói được ấy. Nhưng mà nhà cháu chụp cả ba vong nữa, cả y vong đối nước kia là thành bốn. Đấy con tính ra đi. Ông cụ nè, ông người đi làm rể kia nè. Đấy có một ta mình người chết chết ta không biết chết ở đâu đi cũng ăn mười mấy tuổi thôi. Trẻ. Đi về hỏi con, đi về hỏi xem coi nhá. Đi về thì nếu mà có làm như thế thì gia đình mới được bình an, bây giờ là lâu nó lại bắt một người. Ba cao ngân khay về tang. Tốt vàng đây. Chưa lấy vợ lấy chồng đi là đi ngủ với nhau rồi là sụ siêu nằm đen nằm đào đi đó, nó tái mà nó nhập khoảng mà bây giờ cái tổ tiên này trách móc là các cụ các tổ đi trách móc nhà cháu phải xin lỗi tổ ấy. Vâng. Xin lỗi tổ kể khót kể bác vàng đây, xong thì kia em bé đuối nước này là bị oan thì mình phải làm cái giải oan đi để sống mình chính bay mi mi bay khổ lại này đi nó về đón nó cứ về đón. Mình đang giúp tầng năm ở hồn, mình đang giúp tầng năm hồn thứ ba ở dưới nước ấy. Cái này mình đi làm thì đi ra để cái chỗ nó ở dưới nước kia. Ba hồn bảy vía đấy, nó ở dưới nước, còn cái hồn là nó đi mộ, còn một hồn là cái đi lang thang. Đấy, một hồn đi lang thang này không có chỗ ăn chỗ ở, xong thì nó thấy ở đâu là nó thấy người nào đi đấy. Nó giỏi lắm nhưng mà lại thế này lại sinh được. Đây thế này nhá, xem để là cái gia đình là nhá, bây giờ cái họ lâm này chơi ổn định phải làm như thế mới được, còn lúc trước
trước là nó bị như thế lắm. Thì cái chú để đi làm rẻ về lại quay về nó chưa lội chỗ, bây giờ là chuộc về nó chỗ đấy mẹ chính quất mình này sang quất mình, bây giờ tên tuổi nó vẫn ở cái chỗ sinh từ hồ lên mà xa mày đi rồi lại về cái cây lại không là nó thành gọi là nạp đen nạp đào gọi là thành sụ thành siêu ấy đấy chơi công nhân hả? Ông không quấy hay là cái lưới hả? Phải cái ông cậu ông để ông này mà tặng quấy ừ. Ông này mà tặng quấy bá ông này mình phải khổ lại bây giờ đi thì cái ông hết khơi này mình phải chỗ ông khơi này mà qua lào bay nhá qua lào chăn trạch tại nhất để qua để than qua than cá lào bay cá về làm lau làm tủ bạ này hà tủ bạ cầu tắm lau bay bên này kết bay ông này bay mà là bất mình giúp mẹ nàng bên này bắt mình bay bên này tháo cái bộ nắp bận bắt tất cái mình bay bây mình chỉ mình vẫn đang giúp trang này sang sống chẳng sống bay đấy cho xong này mình tập bay ao mể mình bay ở bàn thì chưa có ai công nhận thì không khác là nó bây giờ nó phạm thành sụ thành siêu nằm đen nằm đào ở chỗ đấy đây nó chưa vào tổ nó thấy ai làm bắt đấy đấy mình bay khổ lai ăn vần mi mì xăm tát ngả tháp phần mi mì bạ bay ao mi mì liềm bay cắt ao mưa bay ao kiểu bay nghiện trẻ mình cứ hăn cần nửa hăn mua ao mua hăn mau mà hăn cần ao cần hăn lục đét ao lục đét hăn lan ao lan đấy nó cứ thấy ai là lấy được người thế nhá. Ông bị khẩn khơi này à, mình vẫn đang khổ này. Cái này là để cái này là khất là để lấy về để làm may mắn thôi.